Đệ Tử Quy giảng giải phép tắc người trò. Lời tựa khái quát: phép tắc người trò tên ban đầu là Huấn Mông Văn, khoảng năm Khang Hy triều nhà Thanh, Tú Tài Lý Dục Tú biên soạn. Nội dung trong đó chọn lấy luận ngữ học mà viết thành 6 điều: đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ, cẩn nhi tính, tấn ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn. Văn nghĩa của những câu này là dùng 3 chữ làm thành một câu, 2 câu hợp lại thành tổ, chia làm 5 bộ phận, lại thêm diễn thuật. Cụ thể liệt kê ra: con em ở trong nhà, ra ngoài, đối với người, tiếp xúc mọi vật, cầu học nên có lễ nghĩa và quy phạm, đặc biệt chú trọng đến giáo dục gia đình và giáo dục đời sống. Sau triều nhà Thanh, Giá Tồn Nhân tu đến biên tập lại và còn đổi tên là Đệ Tử Quy, là tác phẩm tốt nhất để giáo dưỡng trẻ thơ, dạy bảo con em dốc hết trách nhiệm, giữ gìn chánh niệm, nuôi dưỡng thành gia phong trung hậu. Đệ Tử Quy, phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Quyển sách Đệ Tử Quy này là y theo giáo huấn của Chí Thánh Khổng Tử mà viết thành phép tắc cho đời sống. Trước tiên, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải làm đến được hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh chị em. Kế đến, ở trong tất cả lời nói, việc làm, ngay trong cuộc sống thường ngày, nên chú ý thận trọng, phải nên nói lời thành thật. Khi tiếp xúc với mọi người, phải thương yêu bình đẳng. Còn phải thân cận với người có nhân đức, nên học tập với họ. Đây đều là những việc làm rất cần thiết, là việc đáng phải nên làm. Nếu như sau khi làm rồi, còn có dư thời gian và sức lực ra, thì phải nên cố gắng học tập 6 nghề và các học vấn có lợi khác. Dạ! Yeah. Ở nhà phải hiếu. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đúng rồi, A Đạt à, con mang rau về nhà trước đi, luôn tiện lấy một bó rau tặng cho ông Liên Vũ nghe. Dạ thưa ba, con sẽ lập tức đi ngay. Thưa ba, thưa mẹ, vậy con về nhà trước nha, tạm biệt. Đi đường cẩn thận nghe con. Dạ. Hai, cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Các bạn nhỏ nè, ở nhà phải hiếu, một này là đang dạy bảo chúng ta bổn phận con cái trong nhà cần phải có đầy đủ phép tắc. Ý nghĩa chính là ngay khi cha mẹ gọi bảo chúng ta làm gì thì chúng ta phải lập tức trả lời, không nên ở mờ như không nghe, rất lâu mới trả lời. Cha mẹ có việc dặn bảo chúng ta làm, chúng ta cần phải lập tức đi làm, không nên kéo dài hoặc là từ chối lười biếng. Cha mẹ dạy bảo chúng ta đạo lý làm người là gì để chúng ta tốt, phải cung kính lắng nghe, không nên tỏ ra vẻ thờ ơ như không có việc gì khi đã làm sai rồi.
cha mẹ trách cứ quở phạt, phải nên cúi đầu tiếp nhận, không nên ngắt lời cãi lại. Làm như vậy sẽ khiến cho cha mẹ tức giận, đau lòng. Hôm qua cô xem thấy bạn A Đạt đã làm được ý nghĩa. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng. Không có đáng gì đâu. Hy vọng mỗi một bạn nhỏ đều có thể giống như anh A Đạt vậy, là một đứa bé vừa hiếu thảo lại thông minh, có được không nào? Dạ được. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Hai. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải giếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Thưa cô, đông phải ấm, hạ phải mát là ý gì vậy? Mỹ Mỹ à, cái gọi là đông phải ấm, hạ phải mát, ý nghĩa của nó chính là khi vào mùa đông lạnh lẽo, phải để cho cha mẹ mặc được ấm áp, ngủ được ấm áp. Khi vào mùa hạ nóng bức, phải làm cho cha mẹ trải qua được thoải mái, dễ chịu. Cũng giống như Hoàng Hương trong Nhị Thập Tứ Hiếu, khi mới 10 tuổi, vì muốn cho cha mẹ ngủ được ngon giấc, mùa hạ trước khi đi ngủ, cậu biết giúp cha mẹ quạt cho chăn giường được mát mẻ. Khi mùa đông giá lạnh, cậu biết giúp cha mẹ làm ấm mền nệm. Việc làm của Hoàng Hương là đáng để chúng ta học tập. Sáng phải thâm, tối phải giếng. Chính là sáng sớm sau khi thức dậy, phải nên thăm hỏi cha mẹ trước và còn hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Buổi chiều khi về nhà, phải đem việc học tập của ngày hôm nay nói cho cha mẹ nghe, báo cho cha mẹ biết mình bình an, để cha mẹ yên tâm. Ở ổn định, nghề không đổi. Bình thường đi đứng làm việc nghỉ ngơi, thói quen đời sống thường ngày, phải giữ được bình thường có quy củ, làm việc có trật tự, không nên tùy tiện thay đổi, tránh để cha mẹ lo lắng. Mỹ Mỹ à, như vậy em đã hiểu rồi chứ? Dạ, thưa cô, em hiểu rồi. Vậy mùa hạ sắp đến, em phải mở quạt điện giúp cho cha mẹ được mát mẻ, để cho cha mẹ trải qua mùa hạ được mát mẻ thoải mái. Thưa cô, em cũng làm. Ừ, tốt lắm. Tất cả đều là những đứa bé ngoan. Ba, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải giếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng. Nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Hế, Ai Chí, trên tay bạn cầm chẳng phải là cái băng ghi âm của lớp nghe kinh sao? Không sai, bởi vì mình vẫn chưa thuộc kinh cho nên... A Chí à, đệ tử Quy nói, vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn đó. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Cho dù là việc nhỏ, cũng không nên tự ý làm. Nếu tự ý làm mà không thưa hỏi với cha mẹ, nếu như tự ý mà làm, dễ dẫn đến sai lầm, thì sẽ khiếm khuyết bổn phận của con cái, do đó làm cho cha mẹ lo lắng, là việc làm bất hiếu. Vật công tuy nhỏ, cũng không nên tự cất riêng, chiếm làm của riêng mình. Nếu như cất riêng, thì phẩm đức sẽ bị khiếm khuyết. Khi cha mẹ biết được, nhất định sẽ rất đau lòng. Chúng em biết rồi.
À, chị Tiểu Linh ơi, không phải em cố ý đâu, thiệt mà, không phải em cố ý mà. Ê Chí à, em đừng khẩn trương quá. Chị sẽ dẫn em đến gặp cô Mỹ Huệ để giải thích rõ ràng, sau đó cũng có thể mượn lại cô băng ghi âm mà. Ồ, thiệt vậy hả? Ồ, cảm ơn chị Tiểu Linh nhiều nha, cảm ơn chị. Đừng khách sáo mà, vậy chúng ta đi thôi. À, tốt quá. Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ xấu. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Năm, cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tuổi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Những thứ mà cha mẹ ưa thích phải nên dốc lòng chuẩn bị đầy đủ. Sự vật mà cha mẹ không ưa phải cố gắng cẩn trọng bỏ đi, bao gồm cả thói quen xấu của chính mình. Hơn nữa, cũng phải chăm sóc thân thể của chính mình, không nên để cho thân thể dễ dàng bị tổn thương, làm cho cha mẹ lo buồn. Tằng Tử nói, thân thể hình hài có được từ cha mẹ, không dám tổn thương là đầu của việc hiếu vậy. Cho nên phải chú trọng đến sự tu dưỡng phẩm đức của chính mình, không nên làm ra những việc tổn đức trái đạo, khiến cho cha mẹ phải gánh chịu tủi nhục. Ngay khi cha mẹ yêu thương chúng ta, hiếu thuận là việc rất dễ làm. Nhưng nếu khi cha mẹ không yêu thương chúng ta, hoặc là khi quản giáo rất nghiêm khắc, chúng ta vẫn phải y như vậy mà hiếu thuận. Hơn nữa, còn phải kiểm điểm lại chính mình, thể hội tâm ý của cha mẹ, nỗ lực sửa đổi, và còn làm được tốt hơn. Việc làm hiếu thuận như vậy thì thật là rất khó làm và rất đáng quý. Thưa cô, em vẫn chưa hiểu được. An An à, các em có thể từ nơi lời dạy bảo của cha mẹ mà làm, sau đó tập thành thói quen tốt, ăn uống điều độ, ngủ sớm dậy sớm, lại học tập chăm sóc cho sức khỏe của chính mình. Thí dụ, trước khi ăn món gì, cho đến sau khi đại tiểu tiện, nhất định phải rửa tay, và còn tập thành thói quen vệ sinh tốt. Còn khi nói chuyện, phải có lễ mạo giữ phép tắc, không được nói ra một số từ thô tục bất nhã, khiến cho cha mẹ cảm thấy hổ thẹn. An An à, như vậy em đã hiểu rõ rồi chưa? Dạ thưa cô, như vậy thì em đã hiểu rồi. Cảm ơn cô nhiều ạ. An An à, nếu như vẫn còn không hiểu thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh nha. Rất tốt. An An à, anh A Đạt là đại biểu người tốt việc tốt trong thôn, cho nên các em nên học hỏi anh ấy nha. Dạ thưa cô, em biết rồi ạ. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận. Sáu, cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui càng tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận. Dạ thưa cô, thưa cô. Tuy là em cũng muốn làm một đứa bé vừa hiếu thảo lại vừa ngoan, nghe lời cha mẹ dạy, giúp cha mẹ làm việc nhà, thế nhưng có lúc cha mẹ cũng có chỗ không đúng. Vậy chúng ta phải nên làm thế nào? Dạ thưa cô. A Đạt à, em hỏi rất hay. Con người không phải là thánh hiền, huống chi là cha mẹ, cũng khó tránh khỏi có lúc cũng phạm phải sai lầm. Giờ lúc này, phận làm con cái, phải nên thận trọng mà khuyên nhắc cha mẹ thay đổi hướng thiện. Khi khuyên nhắc, thái độ phải thành khẩn, lời nói cần phải êm dịu, hơn nữa vẻ mặt phải vui tươi.
Nếu như cha mẹ không chịu nghe khuyên, thì phải có lòng chịu khó chờ đợi. Khi vừa có cơ hội thích hợp, thí dụ lúc tâm tình của cha mẹ đã tốt hơn, hoặc là lúc vui vẻ, nếu như cha mẹ vẫn cứ không chịu tiếp nhận, thậm chí còn tức giận, lúc này chúng ta tuy đau lòng khóc lóc rơi lệ, cũng phải khẩn cầu cha mẹ thay đổi. Cho dù gặp phải sự trách phạt, cũng không oán, không hối. Hoặc là đi tìm thầy cô đến giúp đỡ. Dạng lần không nên dùng phương thức tranh cãi để xử lý đâu nha. Để tránh cho cha mẹ rơi vào chỗ bất nghĩa, khiến cho cha mẹ đã sai lại càng sai, tạo thành sai lầm to lớn. Như vậy thì cha mẹ đau lòng, hơn nữa chính mình cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên người xưa nói, trăm thiện hiếu làm đầu. Ở trong tất cả các việc tốt, trong các việc thiện, hiếu thảo là được xếp hàng đầu. Phải nên biết hành vi bất hiếu là việc làm thật không đúng. Dạ, cảm ơn cô. Em biết rồi ạ. Rất tốt. Hiện tại vẫn còn một ít thời gian, các bạn nhỏ chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Dạ. Sáu, cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu, khuyên không nghe, vui càng tiếc, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường thương nhớ, chỗ ở đổi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng, diệt người chết như người sống. Bảy, cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường thương nhớ, chỗ ở đổi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng, diệt người chết như người sống. Khi cha mẹ bị bệnh, con cái phải nên tận tâm tận lực chăm sóc. Một khi bệnh trầm trọng, càng phải ngày đêm hầu hạ, không được tùy tiện bỏ đi. Sau khi cha mẹ qua đời, trong thời gian để tang, lễ xưa 3 năm, ngày thường hay nhớ tưởng, cảm hoài ân đức giáo dưỡng của cha mẹ. Đời sống đi đứng của chính mình cần phải điều chỉnh thay đổi, không nên ham muốn hưởng thụ, phải nên dứt hẳn rượu thịt. Khi lo liệu tang sự cho cha mẹ, phải thương tiếc phù hợp với lễ tiết, không nên làm qua loa đại khái, cũng không nên vì thể diện mà phô trương lãng phí, đó mới thật sự là hiếu thuận. Luận Ngữ nói, sống thì lấy diệt làm lễ, chết thì lấy tang làm lễ, cúng thì lấy lễ để cúng. Cúng như thật, cúng thần như thần đang có mặt. Biểu hiện người em. Anh thương em kính anh em thuận, chính là hiếu. Tiền của nhẹ, oán nào sinh, lời nhường nhịn, tức giận mất. Thỏi kẹo đó là em chọn trước, anh không được lấy nó đi. Làm gì có chuyện đó, là anh chọn trước mà. Là em chọn trước. Là anh chọn trước. A Chí, Quân Quân, các bạn đừng tranh nhau nữa. Đệ tử Quy nói, tiền của nhẹ, quán nào xanh, lời nhường nhịn, tức giận mất. Xuất tắc đệ. Tám. Anh thương em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó. Tiền của nhẹ, quán nào xanh, lời nhường nhịn, tức giận mất. Ý nghĩa là người làm anh làm chị phải thương yêu em trai em gái, phải hiểu được cung kính anh chị. Anh em chị em đều có thể hòa thuận cùng sống với nhau, người cả nhà vui vẻ bao dung, cha mẹ tự nhiên sẽ hoan hỷ, thì hiếu thảo đã ở ngay trong đó rồi. Còn khi qua lại với người không nên toan tính từng ly từng tí, thì oán hận sẽ không có chỗ phát sanh. Lời nói có thể bao dung nhường nhịn,
nói nhiều lời hay, không nói lời xấu, nhẫn nhục hòa khí. Không nên xảy ra xung đột, những việc oán hận tự nhiên cũng sẽ tiêu mất, không thể sanh khởi. Người hiền xưa nói, lời nói là cái cửa của quả phước. Trong lời nói có bốn thứ: đức hạnh, ngôn ngữ, chánh sự, văn học. Có thể thấy được tầm quan trọng của lời nói đó mà. Ô, Quân Quân à, vậy thỏi kẹo này nhường cho bạn lấy trước đi nha. Hả? An Chí, hay là anh lấy trước đi mà. Hai em không nên đẩy qua đẩy lại. Chính là nhường qua nhường lại nữa. Như vậy sẽ không thể giải quyết được. Anh thấy lần này cho Quân Quân trước đi, lần sau Quân Quân nhường lại cho anh A Chí. Các em nói như vậy có tốt hơn không? Tốt quá. Ừ, thời gian đọc kinh đã đến rồi, chúng ta vào phòng học đi nào. Dạ. À, chúng ta đi thôi. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Chính. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Muốn giáo dục đời sống tốt đẹp phải bồi dưỡng từ nhỏ. Không luận khi dùng cơm, khi ngồi hoặc đi đứng, đều phải nên khiêm tốn nhường nhịn. Lớn nhỏ có thứ lớp, nhường để người lớn đi trước, người nhỏ tuổi thì đi sau. Khi người lớn có việc gọi bảo người, phải nên đi gọi thay. Nếu như người không có, thì chính mình chủ động đến thưa hỏi xem có việc gì. Có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nếu không thể giúp được thì chuyển giúp lời lại. Quốc phụ nói, con người lấy phục vụ làm mục tiêu, không nên lấy tranh giành làm mục đích. Trong Thanh Thiếu Niên Thủ Tắc cũng nói, lấy giúp người làm niềm vui. Có thể thấy được giáo dục đời sống tốt đẹp là quan trọng biết bao. Chính, hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay. Gọi người lớn, chớ gọi tên. Với người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào. Người không nói, kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi hơn trăm bước. Mời gọi người lớn, chớ gọi tên. Với người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào. Người không nói, kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi hơn trăm bước. Tương hô với người lớn không được gọi tên họ người. Ở trước mặt người lớn phải khiêm tốn, có lễ phép. Đi trên đường, nếu như gặp được người lớn, phải nên bước lên trước thưa hỏi. Khi người lớn không có việc gì thì cung kính thoái lui, đứng qua một bên. Đợi người lớn đi qua rồi mới đi. Lễ xưa đối với việc kính lão tôn hiền là chú trọng như vậy. Không luận cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, trên đường gặp được người lớn, đều phải nên xuống ngựa hoặc xuống xe thưa hỏi. Và còn đợi người lớn sau khi rời khỏi khoảng trăm bước thì mới được lên xe đi. Thưa cô, hiện tại trên đường xe cộ nhiều đến như vậy, lại thêm có đèn đỏ, ở trên đường nếu gặp được người lớn, có phải cũng nên thưa hỏi hay không? A Khải à, em hỏi rất hay. Do vì hiện tại trên đường xe cộ nhiều, lại có rất nhiều chỗ bất tiện.
Cho nên chúng ta trước phải vì an toàn mà khảo xét, lấy tình hình ngay lúc đó mà quyết định, xem thử xem có nên đi đến thưa hỏi hay không để tránh xảy ra nguy hiểm. Còn người xưa dạy bảo chúng ta kính lão tôn hiền là chú trọng ở tinh thần của đạo đức. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh bên ngoài sẽ phải tùy theo nhân duyên mà có cải biến. Thế nhưng tinh thần của đạo đức là không thể tùy theo nhân duyên ở bên ngoài mà thay đổi. Bên ngoài dường như thay đổi, kỳ thực là càng thêm tôn kính, càng có thêm hàm dưỡng đó mà. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. Mười một, người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. Chúng ta ở chung với người lớn, khi người lớn đứng thì người nhỏ phải nên hầu cùng đứng, không được phép tự mình ngồi. Sau khi người lớn ngồi rồi, bảo ngồi xuống thì mới được ngồi. Khi nói chuyện với người lớn, lời nói phải êm dịu, vừa đủ nghe. Trả lời mà lời quá nhỏ để người nghe không rõ ràng cũng là không phải phép. Có việc phải đến trước mặt người lớn thì nên đi nhanh đến trước. Khi thoái lui thì nên chậm chậm mới hợp với lễ tiết. Khi người lớn hỏi chuyện, phải nên chú tâm lắng nghe, ánh mắt không được liếc đông ngó tây, ngó trái, ngó phải. Dạ, chúng em biết rồi ạ. Các bạn nhỏ à, một bảo bối thì phải làm tốt lễ phép thường ngày đó nghe. Như vậy mà nói, chúng ta chính là một bé ngoan, có lễ phép, biết giữ phép tắc đó. 11. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Khi đối đãi với chú bác và người lớn, phải như đối đãi với như chính cha ruột của mình, luôn hiếu thuận tôn kính. Đối với huynh trưởng cùng họ, anh chị họ phải như đối đãi với anh ruột của chính mình, cũng thương yêu cung kính. Các bạn nhỏ à, chúng ta không chỉ phải hiếu thuận với cha mẹ mà thôi, đối với chú bác ruột và người lớn cũng phải như đối đãi với cha mẹ, luôn một mực hiếu thuận tôn kính. Đối với anh em chị em họ cũng giống như đối với anh em chị em của chính mình vậy, vẫn thương yêu cung kính. Như vậy, bạn chính là đứa bé ngoan, biết thương yêu tất cả mọi người. 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Cẩn. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong,
rửa tay sạch. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sáng sớm dậy được sớm, ban đêm không thức khuya, ngày tháng không đợi người. Tuổi trẻ nên trân trọng, rửa mặt chà răng cùng súc miệng, đại tiểu tiện xong cần rửa tay, tập thành thói quen vệ sinh tốt, mới là một bé ngoan khỏe mạnh. Cẩm 13, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian, sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong, rửa tay sạch. Bổn phận con cái phải dậy sớm, nắm giữ thời gian kịp thời nỗ lực. Nếu thường ngày hay dậy muộn, thậm chí thức khuya, không chỉ không tốt cho sức khỏe thân thể, sẽ ảnh hưởng việc làm và nghỉ ngơi của ban ngày. Ngày tháng không đợi người, phải nên trân trọng tuổi trẻ. Sáng sớm sau khi thức dậy, cần phải đánh răng, rửa mặt, súc miệng, khiến cho tinh thần phấn khởi, có một khởi đầu tốt. Còn sau khi đại tiểu tiện xong, nhất định phải rửa tay để đề phòng bệnh đường ruột. Phải nên biết rửa tay, bàn tay, ngón tay, trong móng tay phải tỉ mỉ chà sạch, tập thành thói quen vệ sinh tốt, mới có thể giữ được khỏe mạnh. Tuổi trẻ không trở lại, một ngày không hay sớm, phải mau nên cố gắng, ngày tháng không đợi người. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. 14. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Phải chú trọng quần áo nghi dung chỉnh tề thanh khiết. Đội nón thì phải đội ngay thẳng, nút áo phải gài chặt, mang vớ thì phải đều nhau, giày dài phải buộc chặt, nếu không dễ bị vấp ngã. Tất cả ăn mặc phải chú trọng phù hợp thích nghi. Sau khi về nhà, áo, nón, giày vớ đều phải để đúng chỗ, để tránh làm dơ bẩn. Khi muốn dùng lại, phải tìm đến nửa ngày, dồn sức tìm kiếm khắp nơi. Tạo thành thói quen đời sống có phép tắc là một nửa của thành công rồi. Các bạn ơi, một bé ngoan phải chú trọng chọn trang phục nghi dung cho chỉnh tề thanh khiết. Khi đi ra ngoài, trước tiên cần phải đội mũ ngay ngắn, nút áo phải gài chặt, mang vớ phải đều nhau, dây dài phải buộc chặt. Khi về nhà, quần áo, nón, giày vớ đều phải để đúng nơi cố định, để tránh làm dơ bẩn lộn xộn. Như vậy mới là một đứa bé ngoan đó. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Giới ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống sai rồi, rất là xấu. 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình, giới ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống sai rồi, rất là xấu. Mặc quần áo phải chú trọng sạch sẽ, không nên chú trọng đến đắt tiền, hoa lệ, đồ hiệu. Khi mặc phải xét nghĩ thân phận và trường hợp của chính mình. Càng phải đo lường tình hình kinh tế của gia đình mới là cái đạo trì gia. Không nên vì thể diện, càng không nên để trong lòng chuộng hư dinh làm chủ. Chi phí vô dị chính là lãng phí.
Ăn uống thường ngày phải chú trọng đến cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ít ăn thịt, không nên chọn lựa thức ăn, không nên ăn quá no. 3 bữa thường ngày phải ăn 8 phần no, tránh phải béo phì, để tránh tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, nguy hại sức khỏe. Uống rượu có hại cho sức khỏe, phải giữ phép tắc. Thanh thiếu niên chưa trưởng thành, không nên uống rượu. Người trưởng thành uống rượu cũng không nên quá chén. Thử xem, cái uống sai nói càng nói quấy, vẻ xấu lộ rõ ra, tạo cho biết bao thị phi. Trong Luận Ngữ, thực bất yểm tinh, khoái bất yểm tế. Khổng Tử khuyên chúng ta, thức ăn không nên quá chọn lựa đồ ngon, chế biến món ăn không nên quá yêu cầu tinh tế. Lão Tử nói, thánh nhân vì bụng không vì mắt. Ăn uống là vì để no cái bụng, không vì để thỏa mãn cái miệng và mắt. Bệnh văn minh thời nay như ung thư, bệnh tiểu đường, vân vân là vì dinh dưỡng quá nhiều. Vì dinh dưỡng là mất đi cân bằng cơ thể, nên chú ý thực phẩm, càng gia công quá tinh tế thì chứa đầy chất phụ gia hóa học, có hại cho sức khỏe, không nên dùng đâu nha. Dạ. Yeah. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Đi, 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 chúng ta tài lớn kế theo tài nhỏ. Đi, 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 cùng nhau đến đọc kinh. Các bạn xếp hàng ngay thẳng nè. Ê, ăn ăn à, không được khom lưng không thẳng như vậy. Đúng rồi, đệ tử Quy nói, đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính. Cho chỉ nên, đạo, bạn không nên khom lưng không thẳng không nha. Giám chế, Tịnh Tông học hội phương lưu. Tiểu Lợi em rất giỏi. Tốt rồi các bạn nhỏ, vậy chúng ta bước vào phòng học đi nha. Đi, 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 chúng ta tay lớn kéo theo tay nhỏ. Đi, 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 cùng nhau đến đọc kinh. Khi đi đường, bước đi phải nên khoan thai vững chắc, không gấp không dội, không mau không chậm. Khi đứng phải ngay thẳng, có tướng đứng, ngẩng đầu thẳng ngực, tinh thần phấn chấn, không nên khom lưng không thẳng, mặt mày ủ dột. Khi hỏi thăm người khác, không lượng xá chào hoặc vòng tay, đều phải chân thành cung kính, thì phải chú trọng đến những điều này. Khi bước chân vào cửa, không nên bước lên trên ngạch cửa. Khi đứng, thân thể cũng không nên đứng lắc lư ngã nghiêng. Khi ngồi, cũng không nên duỗi thẳng hai chân ra, càng không nên rung đùi, lắc chân. Những cử chỉ này đều là rất tùy tiện, ngạo mạn, mất đi phong cách người quân tử. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Dán rèm cửa, chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc. Cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi. 17. Dán rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc. Cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Làm chớ vội, vội xa nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi. Khi bước vào phòng, không luận là động tác kéo rèm cửa hay mở cửa, phải nhẹ nhàng,
chậm chậm mà làm, tránh để phát ra tiếng động. Khi đi lại trong phòng hoặc là khi quẹo, phải cẩn thận, không nên để đụng phải góc cạnh của đồ đạc, tránh phải bị thương. Khi cầm đồ giật phải chú ý, cho dù là cầm đồ rỗng thì cũng phải cẩn thận như trong có đựng đồ vậy. Chú ý để tránh phải té ngã, bị làm bể. Bước vào phòng không có người, cũng phải như có người vậy, không được tùy tiện. Làm việc không nên quá khẩn trương, vội vàng, hấp tấp. Bởi vì quá vội để xảy ra sai lầm, không nên sợ khổ, sợ khó, mà chần chừ thoái thác, cũng không nên đại khái, qua loa, tùy tiện ứng phó cho xong việc. Hễ là những nơi dễ dàng phát sinh tranh cãi, hoặc nơi đấu tranh không tốt, như đánh bài, sắc tình và các nơi thị phi khác, phải cương quyết cự tuyệt, không nên gần gũi, để tránh nhận phải ảnh hưởng không tốt. Những thứ tà ác, hạ lưu, hoang đường hết sức cũng phải dứt tiệt, không nghe, không xem, không nên hiếu kỳ truy hỏi, để tránh ô nhiễm tâm tánh lương thiện. Các bạn ơi, mình tin tưởng bạn cũng sẽ làm được, xem bạn có thể làm được mấy ngôi sao nào. Cố lên nha. Sắp vào cửa, hỏi có ai? Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai? Nên nói tên. Nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn. Sau có cần, mượn không khó. 18. Sắp vào cửa, hỏi có ai? Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai? Nên nói tên. Nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn. Sao có cần, mượn không khó. Trước khi muốn vào cửa, nên hỏi trước, có ai không vậy? Không nên mạo muội lầm lũi bước vào. Trước khi bước vào phòng khách, phải lên giọng gọi trước, để người trong nhà biết có người đến. Nếu như người trong nhà hỏi, là ai vậy? Phải nên trả lời tên họ, mà không nên nói tôi, làm cho người không cách gì phân biệt tôi là ai. Mượn dùng đồ vật của người khác, nhất định phải nói rõ trước, thỉnh cầu cho phép. Nếu như không được sự đồng ý cho phép trước, tự tiện lấy đi, chính là hành vi trộm cắp. Đồ vật mượn về, phải sử dụng cẩn thận và phải trả đúng hẹn. Về sau nếu có cần dùng, thì mượn lại cũng sẽ không khó. Tục ngữ nói, mượn dễ trả dễ, mượn nữa không khó. Chị Tiểu Linh ơi, cho em mượn cục gôm của chị có được không? Được mà. Cảm ơn chị Tiểu Linh, một lát là em trả chị ngay. Được. Chị Tiểu Linh ơi, trả chị cục gôm nè, em cảm ơn chị. A Khải, em thật biết giữ chữ tín đó. Đại tử quy dạy chúng ta, mượn đồ người trả đúng hẹn. Sao có cần, mượn không khó. A Khải, em thật có dụng tâm. Không có gì đâu. A Khải, em thiệt là giỏi. Có mượn có trả, sao mượn nữa không khó. Rất tốt. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Thực hiện lồng tiếng nhóm Hoa Minh. Phát tâm cúng dường do bé Thảo Nguyên, pháp danh Diệu Nguyện. Gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.